À, cái này là cái camera hành trình. Ủa bên đó có yêu cầu mình camera? Không có, cái này là em làm vlog. Bây giờ bị cho mấy cút luôn. Vấn đề là tại vì không phải là nữ cho nên là mình ngại chở nam lắm. A à, hi hi. Alo, dạ mình mới đặt lớp mai 2 bánh đúng không chị? Dạ đúng hả? Bây giờ em đón chị ở đâu hả? Trà Tiên Hưởng đúng không chị, mà áo màu gì vậy? Màu hồng, áo khoác hồng. Rồi chị đợi em khoảng 1 phút em tới đón chị liền nha. Rồi, ok, cảm ơn chị. Rồi, khu tết ở trên này ở dưới ta. Ở trên à, hồi nãy mình ngủ gật các bạn ạ. Mình xém xíu mình ngủ gật tại vì đêm qua mình thức khuya à, để mình chuẩn bị rất là nhiều thứ. Rồi sáng nay mình phải dậy sớm để mình lo cũng nhiều thứ. Rồi mình xách xe mình đi quay luôn. Rồi mình lo mua hoa, mua quà, mua này, mua kia các kiểu đồ. Làm video nữa. Cho nên là mình đang thiếu ngủ trầm trọng à, buồn ngủ quá à. Đây là Hootest nè. Xích lên một chút là cái trà Tiên Hưởng nè. Áo khoác hồng, cả hai áo khoác hồng luôn. Tháo kính ra hết ngầu luôn. Mình đi về ấy đúng không ta? Chị Quỳnh đúng không? Đi mình. À, bạn của chị bán hoa đó hả? Dạ. Bạn của chị bán hoa đó hả? Dạ không. Rồi thấy chị cầm hoa. Sớm quá ha, mới giờ được tặng rồi. À, ngày hôm nay á, ai mà đi Grab hay là đi Uber gì đó là đều được miễn phí á, chị biết không ta? Không. Thì có hôm nay khách nữ đi là được miễn phí á. Nhưng mà đây đâu có đưa mã hay gì đâu không? À, không có luôn, cứ đi là được miễn phí thôi à. Thật ra cái giỡn thôi chứ không có được miễn phí đâu nè. Năm ngoái có mua bông tặng khách mà hôm nay chỉ có bông rồi cho nên chắc hỏi ha. Wow. Hôm nay lễ cái đi đâu chơi không chị? Không đi đâu hả? Ổn vậy? Hả? Nghe giọng dỗi hơn chưa kìa. À bận, tôi nói bệnh chứ. Tôi bệnh là đúng ngày luôn á. Thì đi một mình cũng được. À, thì em biết là có mấy cái quán cà phê á à, bây giờ đi vô đó là được giảm 50% con gái á. Một năm mới có một ngày không đi đâu thấy chán không. Đang cảm thấy bị quê. Ê. Chị là 25 ngàn. Chị có tiền lẻ không ta? À em tới nè à, cảm ơn nha. Rồi à, vị khách này không có chịu nói chuyện. Không biết lý do tại sao. Mình có cuốc xe tăng giá nè. Để thử coi sao. Rồi à, bấm vô mất tiêu luôn. Không nói chuyện ngồi xe đi tới nơi luôn có gì đâu vui. Đâu có gì đâu mà vui. Ờ, đường thì rất là đông mà xe đi không có nhanh được. Mà vị khách thì lại nói chung là có những cái chuyến đi khách hàng không có chịu mà nói chuyện thì mình không, mình vẫn quay nhưng mà mình không có úp. Đây mình quay chừng chục cuốc chứ giỏi lắm chừng được 3 cuốc khách chịu nói chuyện thôi là 3 cái cuốc xe đó chắc chắn là các bạn sẽ được xem. Đó, sẵn hôm nay cho các bạn thấy khách không có chịu nói chuyện. Và khi các ông nói có nghĩa là khách không muốn nói. Mà khách không nói thì mình phải tinh tế, mình phải hiểu là khách không muốn nói chuyện và mình sẽ không tiếp chuyện, mình sẽ không bắt chuyện nữa. Tránh cái việc là khách hàng khó chịu. Khi mà khách hàng khó chịu thì khách sẽ không đi Grab nữa hoặc là không đi Uber nữa. Không đi nữa thì mình không thể nào mình chạy được nữa. Không chạy được nữa thì các bạn sẽ không có cút xe nào để coi nữa. Mình tính là miễn phí cho khách.
nhưng mà mình thấy khách có vẻ hơi khó chịu, và nếu mà mình miễn phí có khả năng là khách sẽ càng khó chịu hơn nữa đó. Cho nên là cứ lấy tiền đi, cứ như một cú xe bình thường đi, tiện đường em đi mua đồ ấy luôn á mà. À, chị đưa cái giỏ hoa cho em đi. Rồi, ok. À, chị để chị cầm đúng không? Giống như là cũng ghép mà ghép đi nhận gian hàng vậy đó. À, không, tại vì em ít chạy lắm. Rồi chưa? Rồi, chạy đi. Rồi, ok. Chị cầm cẩn thận nha. Tại vì hôm nay là 8 tháng 3 á, cho nên là em tính chạy một cuốc xe miễn phí cho khách nữ. Rồi em về. Không cần bút sao hết, có nghĩa là Grab không có miễn phí cho khách. Nhưng mà em muốn đi một chuyến đi em miễn phí đó mà. Chứ em không có chạy. Cô nào đẹp đẹp bây giờ đi miễn phí cho cô. Cô nào cũng được, phụ nữ thì cô nào cũng như cô nào thôi. Cho nên là chị thấy đó, em không có mặc đồ. Và em cũng đang chở đồ, tại vì hôm nay về em có tặng quà cho mẹ em á. Rồi về em cũng có tặng quà cho một vài người. Thì đó. Ở đâu? Nhà em á thì ở quận 9. Em đang nãy từ quận 9 em chạy về đây. Đó, em về tới đây thì em có một cuốc xe. Tặng tiền là em quay một cái cuốc, em chạy một cuốc xe để em miễn phí cho khách luôn. Về quận 9. Không, nhà cái chỗ em đang ở thì dưới quận 7 là ngay dưới cầu Tân Thuận nè. Dạ. Cầu Tân Thuận thì nó gần rồi. Thì cầu Tân Thuận thì nó gần rồi, phải em nói là hên quá gần nhà đó. Tặng cho mấy người hàng xóm xung quanh với lại bạn gái, cho nên là đồ nó cồng kềnh. Dạ đương nhiên. Em năm nay nhiêu? Em mới có 20 tuổi thôi. Dạ. Trẻ thì mới làm những cái việc như vậy. Còn thảm rất thật, lớn thì người ta sẽ lo nhiều cái hơn, người ta tính toán nhiều thứ hơn, người ta sẽ không có thời gian lo những cái việc như vậy. Hồi nãy em cũng chở một vị khách rồi, nhưng mà cái vị khách đó có vẻ rất là khó chịu, không biết khó chịu cái chuyện gì á. Chắc là bạn trai không tặng quà. Cho nên em cũng không muốn làm phiền. Thì vừa thả khách xuống là em có một cái cuốc xe là của chị luôn á. Nãy chị thấy chị gọi là em đâu có dịch chợ Kim Kinh á. Ở túi dưới kia kìa, có nghĩa là cách cái chỗ của mình tới một cây mấy lận. Mà lúc đó em chỉ nhận cuốc thôi, em không có để ý nữa. Lúc mà vừa có cuốc là em đang tính tiền á. À, cái này là cái camera hành trình. Ủa bên gái nó kêu yêu cầu mình cầm. Không có, cái này là em làm vlog. Em lâu lâu em cũng có quay những cái cuốc xe chở khách đi á. Không biết chị có hứng thú với nó không ta? Chị có hay lên YouTube xem cái này cái kia không? Nhưng mà cái này là sao, ví dụ đi quay là phải nhấn nút rồi quay là trước mặt mình đó hả? Đúng rồi, em đang quay đằng trước nè. Em chạy từ quận 9 về đây chắc nó hết pin rồi. Điện thoại mình để thì mình không sợ hả? Mình thấy sao? Đâu điện thoại để đâu? Ở ngoài quá vậy. Cái này hả? Không sao. Sài Gòn làm sao mà cướp được em? Em chạy xe khiếp lắm. Đi ra đường ngoài thì em bỏ vô túi. Hôm nay chị lớn tặng nguyên chậu hoa luôn. Chồng. À chồng gì hả? Hiếm rồi nha. Thường mà là vợ chồng rồi đó. Hình như là em thấy ít có cái lãng mạn là ít cái vụ tặng hoa này hơn ha. Đúng không? Chồng chị vậy. Từ lúc mà vô năm nhất đại học đó về luôn á. Trời ơi, quá đã luôn. Giờ là 20 mấy năm rồi đó. Trời ơi, này thuộc dạng tri kỷ luôn rồi hả? Mà thời đó thì vậy, chứ thời nay chắc không được về đâu chị ha. 20 mấy năm. Thời nay là chắc không được về. Thời nay thì có nhiều cái thử thách hơn, nhiều vật cản hơn. Thì lúc đó chị cũng có nhiều cơ hội hơn vậy. Ồ, lúc đó cũng có nhiều sự chọn lựa hả? Chọn lựa. À, rồi không biết sao chọn cái người hai mấy năm ha. Mà em thì không quen theo khách hàng bằng cô hay là gì, cứ chị em thôi cho nó dễ nói chuyện. Không rồi nói chuyện cho đã, cái tới gần mà nói ra tuổi á, cái chị khách tới 70 mấy tuổi lận. Ôi trời ơi, tổng thọ thấy ghê thiệt. Thế đó ha. Ok chị, không em chỉ ngồi. Thôi. Không có chị đưa em. Con gái đi. À, chị đưa em nữa là em chạy nữa đó. Ừ, chạy nữa cũng được nữa, tối đi uống trà sữa với bạn gái chị, cảm ơn. À rồi, ok, em cảm ơn chị nhiều nha. Từ từ thôi. Rồi, em cảm ơn chị nha. Khách hàng không có cho miễn phí rồi.
thấy chưa, có nhiều khách họ đâu có thích miễn phí đâu, tiền đâu phải là tất cả.